Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của đài truyền hình tuổi trẻ hải ngoại BUN TV 57.3. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng Giêng năm 2012. Thái Sơn cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị khán thính giả. Sau đây là phần tin thế giới chúng tôi vừa cập nhật được. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria, tin từ New York. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã lên án vụ đánh bom chết người tại Damascus, Syria. Trong chuyến đi thăm đột ngột của các ký giả tại Tổng hành dinh Liên Hợp Quốc, ông Ban nói lời chia buồn với gia đình, các nạn nhân và nhân dân Syria, đồng thời tỏ ra lo âu về tình hình tồi tệ tại Syria. Ông cũng cho rằng tất cả mọi cuộc xung đột tại Syria là không thể chấp nhận được và phải được chấm dứt ngay lập tức. Vào sáng sớm ngày nói trên, một quả bom tự sát nổ tung làm 26 người bị thiệt mạng và 63 người bị thương tại Damascus. Vụ nổ xảy ra hai ngày trước khi một hội đồng của Liên đoàn Ả Rập bắt đầu thảo luận về phúc trình của các cơ quan giám sát viên xem xét việc Syria thực hiện kế hoạch hòa bình với Liên đoàn Ả Rập đình chỉ cuộc đàn áp của Tổng thống Bashar al-Assad trong gần 10 tháng bất ổn tại đất nước này. Cuộc họp này nhằm quyết định xem liệu sẽ tiếp tục nhiệm vụ của phái đoàn hay sẽ chuyển giao vấn đề Syria cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để mở đường cho một hành động cho lực lượng quốc tế mà nhiều quốc gia Ả Rập có vẻ muốn tránh. Trước Giáng sinh, ít nhất 44 người bị giết chết, là lực lượng Syria nói vì hai quả bom tự sát nhắm vào tòa nhà sở an ninh tại thủ đô Syria. Một ngày trước khi đoàn quan sát viên Liên đoàn Ả Rập đến, Hà Lan di tản 800 người dân vì nguy cơ vỡ đê. Tin từ Groningen, binh sĩ và cảnh sát Hà Lan hôm qua đã bắt đầu di tản 800 người dân từ 4 ngôi làng vùng phía bắc thuộc tỉnh Groningen vì nguy cơ vỡ đê sau nhiều trận mưa lớn. Người dân bị buộc phải qua đêm ở một nơi khác vì nước bắt đầu dò rỉ qua thấm qua đê. Viên chức thẩm quyền nói đê bị yếu vì mực nước dâng cao sau nhiều ngày mưa như trút nước, cộng với gió lớn làm cho biển dâng cao với tràn vào đất liền. Người dân và quân đội xếp bao cát dọc theo con đê dài 400 mét và các con đường đi vào vùng này đã bị phong tỏa. Các viên chức thẩm quyền địa phương cũng đã di tản hàng ngàn con bò khỏi các nông trại trong vùng chung quanh Watersum. Mặc dù không nhiều nguy cơ vỡ đê, nhưng hàng trăm mẫu tay đất có thể bị lụt trong nhiều tiếng đồng hồ. Một số cư dân rời nhà đến khu trú ẩn tại khu trung tâm thể thao làng Tanboy đã bày tỏ sự thất vọng khi nghe tin sẽ không được trở về nhà, trong khi nhiều người khác đến nhà của người thân trong gia đình hoặc bạn bè để trú ngụ. Nhiều người khác đổ trách nhiệm cho chính quyền không giữ gìn đê cẩn thận. Hơn một nửa dân số Hà Lan sống tại các vùng thấp hơn mực nước biển hồi 58 năm trước đã bị trận lụt tàn phá làm gần 2.000 người bị thiệt mạng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi bình tĩnh sau vụ cựu tư lĩnh quân đội bị bắt, tin từ Istanbul. Người đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trước đây là tướng Iker Babus đã bị bắt giam về tội mưu toan lật đổ chính phủ nằm trong hành động của các quan tòa nước này chống lại quân đội một thời nắm tròn quyền trong tay. Ông Babus đã nghỉ hưu 2 năm trước và là người đứng đầu của quân đội lớn thứ 2 của khối NATO và là viên chức cao cấp bị bắt trong vụ Ergenekon. Vài năm sau, Thổ Nhĩ Kỳ thường xảy ra các vụ bắt giữ các viên chức quân đội, nhưng hành động chống lại cựu tư lệnh quân đội đã xảy ra khá bất ngờ và có vẻ gây xúc động dư luận. Cư dân Istanbul đã bị chia rẽ vì vấn đề này. Một số cư dân cho rằng việc bắt giữ cựu tham mưu trưởng quân đội có thể làm tổn thương hình ảnh quân đội trong lòng công chúng. Ông này đã bị cáo buộc cầm đầu một nhóm khủng bố đã từng đưa quân đội đi đánh quân du kích. Đảng công nhân người Kurd PKK mà cả người Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên Âu đều được đưa vào danh sách khủng bố. Tình hình quân đội đang nóng bỏng vì vụ không kích vùng biên giới Iraq làm thiệt mạng 35 dân làng vì lầm tưởng họ là PKK. Hôm qua, Tổng thống Abdullah Gül đã kêu gọi bình tĩnh và nhấn mạnh rằng mọi nghi can đều được coi là vô tội cho đến khi có bằng chứng hiển nhiên để buộc tội. Từ 5 năm trước, cảnh sát đã có chứng cứ cho thấy mạng lưới những người dân tộc cực đoan, được đặt tên là Ergenekon, âm mưu gây không khí hỗn loạn để quân đội có cơ hội can thiệp chính trường, nắm giữ chống thống trị đất nước. Hàng trăm người đã bị bắt trong cuộc điều tra Ergenekon, gồm các viên chức quân đội, các học giả, luật sư và ký giả. Giới đối lập tố cáo chính phủ muốn bịt miệng họ và chính phủ đã bác bỏ lời cáo buộc này.
Hiến pháp mới của Thổ Nhĩ Kỳ có cơ may thiết lập hòa bình. Tư tưởng Wandil, một phiến quân người Khơ cao cấp, nói dự thảo hiến pháp mới của Thổ Nhĩ Kỳ là cơ hội giải quyết vấn đề của người Khơ. Nhưng Thủ tướng Tayyip Erdogan không tỏ thiện chí cố gắng kết thúc cuộc xung đột. Xung đột xảy ra hơn 27 năm trước, từ khi đảng công nhân người Khơ PKK mở cuộc chiến đòi độc lập. Khoảng hơn 40.000 binh sĩ quân du kích cùng với thường dân bị giết kể từ đó. Sau khi lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền lãnh đạo hồi năm 1999, thì PKK cố đòi tự trị và nhiều quyền hành hơn cho người Khơ. Mặc dù đảng của ông Erdogan nắm quyền từ 10 năm trước đã để cho người Khơ tại Thổ Nhĩ Kỳ được tự do nhiều, thì các vụ giao tranh vẫn diễn ra hầu như mỗi ngày. Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên Âu đưa PKK vào danh sách các tổ chức khủng bố, nhưng gần đây có tin dò rỉ nói ít nhất vài viên chức Ankara đã tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp để tổ chức này thương lượng hòa bình. Chính phủ của đảng AK của ông Erdogan vừa mở rộng hiến pháp được giới thiệu dưới thời quân đội cầm quyền từ 29 năm trước và đang thương lượng với các nhà lập pháp đối lập gồm các nhà dân cử thân người Khơ để được sự ủng hộ giúp thông qua hiến pháp mới tại quốc hội. Nhưng những vụ bắt bớ hàng ngàn chính khách và nhà vận động người Khơ trong vài tháng gần đây bị tố cáo có liên lạc với PKK cùng với các cuộc hành quân không ngừng nghỉ của quân đội chống lại tổ chức du kích này trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Và tại căn cứ phía bắc Iraq đã làm chệch khỏi cơ hội sự thành công công việc mang lại hòa bình và vì thế xung đột vẫn còn tiếp diễn. Nhà lãnh đạo của PKK cho rằng sự thay đổi hiến pháp là một cơ hội, nhưng chính phủ của đảng AK đang nắm quyền không muốn hiến pháp có thêm tính chất dân chủ nào. Nhưng những vụ tấn công như vụ xảy ra 2 tháng trước đây khi PKK giết 24 binh sĩ tại vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã đổ dầu thêm lửa và làm cho nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đòi phải phục hồi khuynh hướng đưa quân đội quét sạch tổ chức này. Trong khi đó thì các sự kiện như vụ không kích hồi tuần qua của phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ đã làm thiệt mạng 35 thường dân vì đã làm tưởng họ là người buôn lậu từ Iraq qua là binh sĩ PKK đột nhập, đã làm bùng nổ các cuộc biểu tình đông đảo ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù là quân đội lớn hàng thứ nhì của khối NATO, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không có đủ khả năng tiêu diệt lực lượng người Khơ bên trong lãnh thổ của họ. Đặt tổng hành dinh tại vùng núi Khandil, tận trong lãnh thổ Iraq xa xôi, sẽ rất khó hành quân chống trả vì luôn bị người Khơ tại Iraq khiêu khích, hiện là lực lượng kiểm soát vùng này. Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ve vãn châu Mỹ Latin, tin từ Caracas. Nhà lãnh đạo Iran Mahmoud Ahmadinejad sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm 4 quốc gia châu Mỹ Latin vào ngày mai, trong lúc đang gia tăng sự căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ. Ông sẽ đến thăm Venezuela, Ecuador, Cuba, Nicaragua và trong chuyến đi thăm nhằm ve vãn các đồng minh trong vùng. Tại Venezuela là đồng minh quan trọng của Iran mà hai bên đã ký kết vài hiệp ước thương mại. Tổng thống Hugo Chavez hôm kia nói ông hoan nghênh chuyến đi thăm của ông Ahmadinejad. Trong khi đó thì các nhà lập pháp đối lập đã lên tiếng phản đối chuyến đi thăm của ông và nói chuyến đi này là hoàn toàn vô nghĩa. Tại Ecuador, đại diện phòng thương mại Quito Blanco Benahoria nói chuyến đi thăm của ông Ahmadinejad sẽ làm tổn thương mối quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ, Liên Âu và các quốc gia như Argentina, mà trước đó đã có quan hệ ngoại giao căng thẳng. Với Iran, vì lời tố cáo của Iran có liên quan đến vụ đánh bom tòa nhà Argentine-Israelite Mutual Association hồi năm 1994, làm thiệt mạng 85 người. Trong nhiều tuần lễ gần đây, nhiều viên chức dân sự và quân sự cao cấp Iran đã cảnh cáo rằng Tehran có thể sử dụng vũ lực để đóng vùng vịnh nếu phương Tây áp đặt lệnh cấm vận dầu hỏa sức cản của họ. Một cuộc thao diễn quân sự công khai cho thấy quốc gia này đang bắn tên lửa nổ tung tại vùng biển quốc tế và thực hiện các vụ thao dợt tấn công nhanh cũng như cho máy bay trực thăng điều động người nhái và binh sĩ hải quân. Nhân viên chương trình thực phẩm thế giới chuyển giao hàng viện trợ tại Nam Sudan, tin từ Boma. Nhân viên chương trình thực phẩm quốc tế, được gọi tắt là WFP, bắt đầu phân phối hàng viện trợ đến người dân đang bị tác động bởi cuộc xung đột tại bang Jolie ở Nam Sudan ngày hôm kia. Người dân di tản đã nhận một ngũ cốc, đậu, muối và dầu ăn tại làng Boma gần biên giới Ethiopia. Viên chức WFP Andrew Jackson
giải thích rằng người dân tị nạn Burma để tránh chết chóc và bạo động, không có gì để ăn. Họ đã đi ròng rã trên đoạn đường 150 cây số trong hơn 10 ngày mà không có thức ăn và nước uống. Chương trình thực phẩm quốc tế thế giới có thể giúp người tị nạn sống trong vòng 1 tháng. Theo Liên Hiệp Quốc thì tới 50.000 người bỏ chạy ra khỏi vùng biên giới hẻo lánh của Nam Sudan mấy ngày sau khi xảy ra giao tranh giữa hai bộ tộc. Hàng ngày, người đi tìm thực phẩm và nơi trú ẩn, trong đó có hơn 90% phụ nữ và trẻ em. Thủ tướng Jamaica cam kết từ bỏ việc coi nữ hoàng là nhà lãnh đạo đất nước, tin từ Kingston. Thủ tướng được bầu cử của Jamaica hôm nay cam kết sẽ cắt đứt quan hệ với Hoàng gia Anh và tuyên bố một nước Cộng hòa độc lập. Tuyên bố này được đưa ra vài tuần lễ sau khi đại diện Buckingham loan tin hoàng tử Harry sẽ đến thăm Jamaica năm nay để đánh dấu kỷ niệm 60 năm vương triều. Tuyên bố trong bài diễn văn nhậm chức ngày hôm nay, bà Portia Simpson Miller nói chính phủ của bà sẽ cắt mọi sự giám sát của ngành tư pháp London. Phát ngôn nhân của tòa án tối cao Anh Quốc nói, ủy ban tư pháp của nước này không vận động của không khuyến khích các quốc gia có chủ quyền độc lập gia nhập hay rút khỏi khối Liên Hiệp Anh. Bà Portia Simpson Miller nói tòa án tại Caribbean, tại Trinidad, sẽ là tòa kháng cáo cuối cùng của người Jamaica thay vì tại Anh như hiện nay. Vừa rồi là phần tin thế giới của BUN TV. Quý vị đừng rời màn hình. Thái Sơn sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại sau đây.